Bơ là loại trái cây giàu dinh dưỡng và có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là các loại bơ ngoại giống mới như 034, Bút, Hass. Để cây bơ phát triển bền vững, trở thành một nông sản có giá trị kinh tế cao, khẳng định thương hiệu, uy tín trên thị trường, nhiều nông dân ở tỉnh Đắk Nông đang thực hiện quy trình sản xuất bơ theo hướng hữu cơ. Quý vị thân mến, không biết là quý vị và các bạn thì đã nhận ra Minh Thu đang đứng ở cây bơ gì đây không ạ? Vâng ạ, với nhiều người thì có lẽ là đã từng biết đến bơ sáp, bơ bút, bơ 034, và Minh Thu xin giới thiệu với quý vị, đây chính là những trái bơ Hass. Những trái bơ này nó có những giá trị kinh tế như thế nào và giá trị dinh dưỡng ra sao, cách trồng và chăm sóc như thế nào thì chắc hẳn là không phải nhiều người đã biết được. Và trong chương trình Nông nghiệp xanh kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông thì chúng ta sẽ cùng đi gặp anh Nguyễn Văn Vinh ở xã Thuận An, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông, chủ vườn bơ Hass, để cùng tìm hiểu về những kỹ thuật canh tác của cây trồng này và hiệu quả kinh tế của nó, quý vị nhé. Loại bơ Hass này thì nó có những cái điều gì đặc biệt so với những bơ khác anh? Hiện tại đây gia đình đang trồng thử nghiệm 100 cây bơ Hass. Cây bơ Hass này so với lại những dòng bơ thông dụng như bơ bút hay là bơ 034, những cái bơ trên thị trường, thì cái bơ Hass này nó mang lại hiệu quả kinh tế này tinh, nếu về xét về độ tinh dầu thì cái loại lượng bơ Hass này cho tinh dầu là rất là lớn, và quả của nó thì không to, bán đến 10 trái mới được 1 ký. Nhưng mà xét về độ và hiệu quả kinh tế và lấy về tinh dầu á, thì dòng bơ Hass này là giá trị nó cao nhất. Anh ơi, cái dòng bơ Hass này nó có nhiều tinh dầu như vậy thì nó có cái ưu điểm gì về cách trồng, năng suất cũng như là đầu ra hả? Ưu điểm thì nó là được cái là nó rất dễ trồng và nó không có rụng sinh lý như là các dòng bơ 034 hoặc là bơ bút. Và hàm lượng tinh dầu cao vậy, nhưng mà giá cả của nó thì phụ thuộc vào thương lái. Tại là cái này bơ này thì nó mới xuất hiện trên thị trường vài năm trở lại đây, cho nên giá thì thương lái nó mua, những lúc giá thì chỉ thực của nó thì rất cao, nhưng mà thương lái tùy theo thương lái khi nó mua được còn giá một nửa hoặc là được 2/3 của giá trị thực của cái bơ Hass. Mình thu được mấy năm rồi cái bơ này anh? Mới thu năm thứ nhất, năm này là cái năm thứ hai đây. Thế cái vụ vừa rồi thì mình thu là mình bán được bao nhiêu một ký anh? Rồi là thu được hơn 1 tấn, trong đó mình trồng 100 cây thì gia đình chúng trồng 100 cây thì thu được hơn 1 tấn, thì bán giá 100.000 một ký. Anh ơi, vậy với bơ Hass này thì cách trồng, chăm sóc, bón phân thì nó như thế nào ạ? Có cái điều gì cần lưu ý không ạ? Nếu là theo quy trình trồng các loại bơ với nhau thì cái cây bơ Hass này trồng nó vẫn dễ hơn. Và thấy gia đình trồng đó là trồng và nó ra trái, nó dễ đậu trái hơn các loại bơ như bơ 034 và bơ bút. Thì trong đó thì với lại khả năng mà chịu hạn thì tốt hơn. Theo kinh nghiệm của gia đình thì như cây bơ Hass này thì nó dễ sống và chịu hạn hơn nè. Lý do thứ nhất là từ hồi trồng bây giờ, trồng 100 cây giờ chưa bao giờ bị chết đọt hay là chết cành nhiều như là bơ bút. Cây bơ bút nó vẫn khó chăm sóc hơn. Từ khi mà mình trồng thì mình sử dụng phân bón hay là trong quá trình đó thì mình có phát hiện cái loại sâu bệnh hại gì nhỏ nhỏ trên cây mà mình cần phải xử lý không anh? Sâu bệnh thì trong đó thì nó gồm có những cái mùa thì sâu nó ăn lá, thì lúc đó mình phải là mình xử lý. Mình xử lý thì mình xịt thuốc sơ cho nó khỏi ăn những cái đốm lá này. Cái này là không đáng kể lắm. Cái thuốc đó là thuốc gì hả anh? Thuốc sinh học, sâu sinh học. Thuốc sinh học luôn. Từ nãy đến giờ trao đổi thì Minh Thư có nghe anh nhấn mạnh là cái quy trình trồng và chăm sóc cây bơ Hass này cũng khá là đơn giản, mặc dù là năng suất cao và chất lượng tốt, ít sâu bệnh hại. Nhưng mà nhiều người cũng sẽ tò mò là vậy thì những cái công đoạn cụ thể như thế nào là để bón phân chăm sóc cho cây bơ này hả anh? Quy trình thì gia đình một năm là bỏ phân chuồng 2 lần. Thì trong đó phân chuồng thì gồm có phân dê, phân bò, phân gà mình ủ trong thời gian xong rồi bỏ. Chăm sóc thì sau khi thu hoạch thì có tỉa cành và tưới, thì tưới theo cây cà phê. Phân đó là mình bỏ theo mùa hay sao anh? Phân thì đúng là mình bỏ theo mùa. Đầu theo gia đình thì cứ đầu mùa mưa là bỏ 1 lần và cuối mùa mưa bỏ 1 lần. Rồi còn mỗi năm thì bỏ thêm 2 lần khi tưới là phân hóa học cả 10% nữa. Cái hàm lượng phân mình bỏ vào thì có cần theo chính xác theo khoa học gì không anh? Không, cái này thì mình bỏ theo cái kinh nghiệm và cái thực tế. Ví dụ như mình như gia đình thì cứ một xe rùa là cứ bỏ 2 cây bơ. Anh ơi, cái đặc điểm của cây bơ Hass mà nhìn ở bên ngoài ấy, thì Minh Thư nhận thấy là nó rất là nhiều trái, nó khoe trái anh ha, những cái cuống nó dài như này này.
nó khoe trái, mình nhìn vào mình thấy trái rất là nhiều. Vậy là cái cây bơ nào nó như vậy hết hả anh? Hầu như cái dòng bơ hát là cây nào trái nó cũng như vậy. À. Trừ có một số cây thì nó mới ra năm đầu tiên thì trái nó ít hơn thôi, chứ là năm thứ hai thì nhà có 100 cây đây thì hầu như 90% là trái nó nhiều thế này. Dạ. Vậy Minh Thu rất tò mò thì xem những cây khác thì cái độ khoe trái của nó như thế nào. Anh có sẵn sàng dẫn đi thăm không ạ? Dạ đi, chúng ta cùng đi nhé. Hầu như bơ hát là cây nào nó như vậy. À, đó, nhìn thích quá anh ạ. Trái nó. Chà, trời ơi sao. Nó cứ ra theo chùm chùm vậy, nó rất là dễ đậu trái. Chùm bơ của nó để cả chục trái nè. Dạ, anh Vinh ơi, anh có nói là anh mới đang trồng thử nghiệm 100 cây bơ hát thôi, nhưng mà cái hiệu quả của nó thì anh khá là hài lòng. Vậy thì anh có tính là sẽ nhân rộng cái diện tích này không ạ? Ừ. Trong thời gian tới gia đình sẽ mở rộng trồng thêm khoảng chừng 200 cây nữa, và hướng tới đăng ký thị trường Việt Gáp để đưa sản phẩm ra ngoài thị trường đạt tiêu chuẩn an toàn cho bà con sử dụng. Anh ơi, với 100 cây bơ hát mình đang trồng thử nghiệm và anh cũng có ý định là sẽ mở rộng diện tích, vậy thì anh đã tìm hiểu trước về cái thị trường đầu ra như thế nào chưa anh? Theo tìm hiểu của gia đình thì huyện Đắk Minh là sẽ có một nhà máy sản xuất tinh dầu bơ đặt tại công ty cà phê Thuận An cũ, rất là sau này là tập đoàn TNT mua, là họ sẽ mở rộng khoảng 100 hectare, thì gia đình hướng tới trong thời gian tới sẽ mở rộng diện tích trồng bơ hát. Hy vọng trong thời gian tới thì có cái nhà máy sản xuất tinh dầu bơ thì đầu ra nó sẽ ổn định hơn và được bền vững lâu dài hơn, và bà con sẽ yên tâm và trồng và đầu tư trồng cái cây bơ hát nhiều hơn. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc tốt nên mô hình bơ xen canh cà phê bơ của gia đình anh Vinh hiện đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với 100 gốc đang cho thu hoạch, gia đình thu về 100 triệu đồng mỗi năm. Với đặc điểm thơm ngon, bơ hát đang được thị trường rất ưa chuộng. Hiện nay, tại trang trại bơ của anh Vinh, bơ có trái đến đâu, thương lái trong và ngoài tỉnh đến đặt mua đến đó. Quý vị và các bạn thân mến, mô hình cây bơ hát hy vọng sẽ nối dài danh sách những loại cây nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, với những ưu thế như là phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai của Đắk Nông. Và thông qua mô hình trồng bơ hát theo hướng nông nghiệp sạch của anh Nguyễn Văn Vinh ở xã Thuận An, huyện Đắk Minh, thì hy vọng là bà con nông dân đã có thêm những kinh nghiệm cũng như là kỹ thuật trong việc chăm sóc và trồng cây bơ theo hướng nông nghiệp sạch này. Chúc bà con sẽ thành công với mô hình bơ hát.